Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng chuẩn bị trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới. Tại cuộc họp, qua báo cáo và các tờ trình của các đơn vị địa phương, các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua nhiều nội dung trên các lĩnh vực để trình Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 bao gồm chính sách hỗ trợ cho lực lượng y tế phòng chống dịch dịp Tết quy định về giá dịch vụ xét nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ dưới 6 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo chi trả lương do ảnh hưởng của covid 19 cùng với đó là nhiều vấn đề quan trọng khác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội như chủ trương đầu tư dự án đường ven biển nối cảng liên chiểu dự án cầu quảng đà và đường dẫn đầu cầu dự án kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí sung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm động lực giai đoạn 2021-2025, về việc thông qua đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, về phân công cơ quan thuế, quản lý trực tiếp người nộp thuế, về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại huyện Hòa Vang cùng nhiều nội dung quan trọng khác.